Chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự và chỉ đạo hội nghị. Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, công tác thanh tra về kinh tế xã hội được thực hiện đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động thanh tra đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Các kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ lọt hành vi, vi phạm, kiến nghị xử lý đúng bản chất sai phạm. Tổng cộng đã có 884 cuộc thanh tra được tiến hành. Qua rà soát hàng năm đã có 7 vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo. Từ thanh tra có 252 tập thể và 604 cá nhân sai phạm, tổng số tiền sai phạm về kinh tế hơn 44 tỷ đồng. Thành phố cũng đã triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của thanh tra chính phủ. Tổng số cuộc kiểm toán và kiến nghị xử lý do Kiểm toán nhà nước tiến hành tại địa phương là 21 cuộc. Qua thảo luận và các đề xuất của các đơn vị địa phương tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thì thực tế triển khai việc thanh tra về kinh tế xã hội cũng như thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục triệt để thời gian tới. Bổ sung nội dung này vào quy chế làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy rồi. Cho nên việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nó cũng sẽ bài bản đầy đủ hơn. Cách đây 2-3 ngày thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố theo tinh thần sau hội nghị Trung năm khóa 13. Như vậy là sẽ có một cái thiết chế, một cái công cụ để mà khối lượng, số lượng công việc và tính thường xuyên trong rà soát những cái vấn đề liên quan tới thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực thì sẽ tổ chức bài bản thường xuyên hơn. Để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, của người đứng đầu, các cơ quan đơn vị trong cái việc thực hiện rà soát kết luận thanh tra cũng như kiến nghị của kiểm toán. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tự rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán hàng năm để có biện pháp xử lý, khắc phục sớm. Tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn động đã chỉ ra trong các kết luận thanh tra kiểm toán từ năm 2021 trở về trước chưa thực hiện. Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến các sai phạm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị địa phương liên quan tiếp tục tham mưu thành phố tháo gỡ khó khăn, có giải pháp tối ưu thực hiện các kiến nghị theo kết luận của thanh tra chính phủ.